ngại game mọi người ạ. Nhiều lúc cứ nhờ các thầy đứng gọn vào thì ngại, nhưng các thầy cứ tập trung chỉ đạo các học trò nên là đứng vào giữa để các bạn ở xa và thậm chí là các học sinh và phụ huynh về lại không xem được lại ở những lớp. Rồi trận đấu bắt đầu, 1-0 cho Quỳnh Phụ. Và phát bóng qua điểm trực tiếp của Nguyễn Dung, số 25 Nguyễn Dung và số 05 Diệp Anh cùng với số 10 Quỳnh Ngọc là bộ ba chủ công rất hay của Quỳnh Phụ. Sang bóng ngay, 3-0 cho Quỳnh Phụ. Còn bên Đông Hưng thì họ là một tập thể đồng đều, cũng không có ai quá nổi trội, ngoài trừ số 1 chuyền 2 thì có khuôn mặt khả ái như con gái châu Âu mọi người, rất Tây. Và điểm số đầu tiên cho Đông Hưng, 1-3. Đông Hưng cố lên. Tư thế phòng thủ của các cháu Đông Hưng là sớm, bên mình phát nhưng các cháu đã cúi hết xuống để phòng thủ trước rồi. Và bỏ nhỏ rất bất ngờ. Nhảy lên, đúng rồi, lưới dùng to lắm. Thôi, cái bàn to lắm. Và hoan hô số 1 xinh gái của Đông Hưng. Cháu đã lao cả vào chiếc bàn để cứu bóng. Có vẻ là cháu bị đau rồi. Và bóng là Kiều Anh. Sang đi. Và xử lý thành công của Đông Hưng, nhưng trọng tài lại quyết định pha xử lý vừa rồi chạm lưới. Không, đang bảo trọng tài viên. Điểm cho Quỳnh Phụ, 5-1. Vâng, trọng tài biên bây giờ đã biết là mỗi lần mình ra nhìn điểm vất vả, anh đã lùi lại để mình nhìn thấy bảng điểm rồi. Điểm cho Đông Hưng, 2-5. Đông Hưng cố lên. Phát sang thôi cháu ơi, đừng có cao quá lại vào lá cây. Rồi, tốt rồi. Chuyển một quá đẹp. Cày luôn, đúng rồi, khó quá đi, các cháu cày luôn sang. Rồi xong với Diệp Anh rồi. Thêm một điểm số cho Quỳnh Phụ, 6-2. Bắt bóng, Quang ăn điểm trực tiếp. Một pha đệm bóng đã dội ngược trở lại. Pha bóng rất lăn xả của libero Quỳnh Phụ. Mặt sân bê tông mà cháu lao như vậy thì chảy hết đầu gối. Đó là Nguyễn Thư. Mano Nguyễn Thư, không biết là phụ huynh của Nguyễn Thư có đang xem không. Bóng trong sàn và bóng rơi tự do. Những pha phát bóng múc cháo mạnh về cuối sân thường sẽ ghi điểm, vì các cháu còn chưa căn được sân và lùi cũng rất khó, thường là chỉ đứng nhìn thôi, mà nếu có lùi xuống thì cũng không đỡ được. Đó, lại thêm một pha nữa. Vâng, vẫn không căn được. Mình cũng không hiểu sao đến ba thầy đứng ở ngoài cũng không bảo là trong sân để cho cháu bắt. Ba thầy đã đi cẳng vào sân, cẳng vào sân để ở. 5-6 cho Đông Hưng, tiếp tục thế đi cháu ơi. Đấm thật sâu vào. Lần này để hơi ngắn rồi. Diệp Anh, pha tấn công đầu tiên của Diệp Anh. Đó, như Đỗ Nguyên nói rồi, cháu cần phải ăn nhiều vào, uống sữa nhiều vào để cháu lớn và sẽ có tiềm năng để thành vận động viên chuyên nghiệp. 7-5 cho Quỳnh Phụ. Lớp 9 thì năm nay 15 tuổi, cao khoảng 1m65 đến 1m68. Không biết là có lọt vào mắt xanh của một đội bóng chuyên nghiệp nào không. 8-5. Sau khi ghi điểm từ pha tấn công thì Diệp Anh ghi thêm một điểm số từ pha phát bóng. Cày đi, mạnh vào. Không những mạnh còn khó. Đặt đi. Thành công rồi. Và tấn công, vâng. Và ăn mừng rất hồn nhiên của chủ công Đông Hưng. Điểm cho Đông Hưng 6-8. Kia. Một búa không có chắn. Cháu số 1 rất cao của Đông Hưng đứng đó mà không chắn. Chắn vào. Tiếp tục. Vụt. Lại là số 10. Tấn công ra ngoài. Điểm cho Đông Hưng 7-8. Có rồi. Còn vào Diệp Anh thì mọi thứ đều đơn giản. Đập mạnh vào. Chắn bóng lọt càng. Điểm cho Đông Hưng 8 đều. Sau khi còi thì các cháu gái Đông Hưng xoay vị trí rất nhanh. Wow, chết rồi. Thẳng vào mũi mất rồi. Khá đau mọi người ạ. Trọng tài cần phải cho nghỉ vài giây để cho cháu chẳng có sao không đã. Đúng rồi, phải qua để trọng tài đang nhắc nhở chủ công là nếu khi tấn công vào các bạn thì phải qua hỏi thăm. Theo như mình hiểu là như vậy. 9-8 cho Quỳnh Phụ. Đây không phải là pha đồng dấu đầu tiên mọi người ạ, pha đồng dấu thứ hai của giải đấu này rồi. Cái pha đồng dấu này mạnh hơn. Rất may là cháu của bên Đông Hưng không sao. Không sao cả, các vận động viên vào mặt, vào vai, vào người là quá bình thường. Chắn bóng, vâng, đó là số 1. Mặc dù chắn bóng lọt càng, nhưng cháu số 1 cần phải phát huy nhiều hơn. Để chắn vào để cho các chủ công bên kia đập cũng là không thoải mái tay, và đồng đội phòng thủ cũng đỡ nguy hiểm hơn và tự tin hơn. Cháu vừa xinh vừa cao như vậy thì phải chắn vào. Rồi bây giờ lại thêm một huấn luyện viên nữa ra che tivi mất rồi. Thầy ơi, thầy ơi, em nhờ một chút thầy đứng lùi vào để cho mọi người cùng xem ạ. Sang đi. Một búa của Kiều Anh. Điểm cho Quỳnh Phụ. Mười một. Phát bóng là Nguyễn Dung, cầu thủ vừa lấy dấu. Phát bóng rất chắc tay. Bàn tay to nên đập mạnh và chắc, ăn tay. 12-10 cho Quỳnh Phụ. Bên Nam rất sôi nổi mọi người ạ. Đúng rồi, khó thì cày sang ngay. Và tấn công của Diệp Anh vẫn có điểm. 13-10. Yeah. Bóng đã qua đầu cầu thủ số 11. Số 2 làm rất chắc mọi người ạ. Diệp Anh. Tiếp tục cho Diệp Anh rồi. Rất khôn khéo, bóng khó là Diệp Anh đẩy thật sâu. Kìa Đông Hưng số 1 cho một búa đi. Vâng, vào đà rất gắt và tấn công y. Cháu vào đà, hai tay cháu vung lên rất cao để lấy đà bật. Đó, phải gắt như thế. Điểm cho Đông Hưng 11-13, Đông Hưng cố lên. Rồi xong với Diệp Anh rồi, đẹp quá rồi. Phòng thủ quá ai. Kiều Anh. Không có Diệp Anh thì lại có Kiều Anh. Xong rồi số 08 lại còn Vân Anh nữa. Trước đây thì Đông Hưng cũng có một chủ công tay trái Vân Anh thi đấu cũng rất tốt ở giải bóng chuyền sinh viên. Gần cách đây nhiều năm rồi. Và xử lý bỏ nhỏ tốt của Quỳnh Phụ. 15-11 cho Quỳnh Phụ. Còn đây là dàn hot girl bóng chuyền tương lai của Hưng Hà. Họ vừa thi đấu ở trận đấu trước. Còn khán giả thì này vây kín sân bên Nam. Hoàng Ngô Kiều Anh xuất sắc, đúng rồi, Kiều Anh thi đấu cực kỳ nổi bật. Là một trong những chủ công xuất sắc nhất của giải đấu này. Kiều Anh, Diệp Anh. Nhưng mà nguy hiểm nhất và mạnh nhất vẫn là đội Tiền Hải mọi người ạ. Tiền Hải mới khét. Các cháu còn bé, còn thể hình cũng nhỏ thôi, nhưng mà đập với phát cực kỳ hay. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của Kiều Anh. 16-11. Đông Hưng cố lên. Đẹp rồi. Chắn vào. Đó. Vẫn là một pha chắn bóng lọt cảng, nhưng thế là tốt lắm rồi. Để chắn được Diệp Anh là khó. Diệp Anh cao lớn và đập mạnh. Vẫn là những pha chuyền một lỗi. Đó là điểm yếu của Đông Hưng. 18-11. Cháu Kiều Anh phát thế thì làm khó Đông Hưng quá. Vẫn không đỡ được. 20-11. Kiều Anh ơi, cháu thử phát hỏng quả xem sao. Vâng, cháu hỏng thật rồi, phát ra ngoài luôn. Phát bóng vào bên Đông Hưng không đỡ được, khổ thân quá. Chịu bóng viên. Vâng, đến lượt Đông Hưng đáp trả rồi. 12-20. Các thầy bây giờ đứng che hết rồi. Rồi. Bóng trong sân. Hai mươi mốt mười ba. Vút. 14-21. Đông Hưng cố lên. Trận 2 rồi anh ạ. Trọng tài Quỳnh, bóng trong sân. 22-14 cho cho Quỳnh Phụ. Quỳnh Phụ sẽ giành chiến thắng ở hiệp đấu này. Bên Đông Hưng xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Xin chào 250 anh chị em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Các bạn mà muốn xem nội dung của Nam ở sân bên cạnh thì các bạn qua Facebook Đỗ Nguyên Thanh mọi người nha. Đều là các cháu cấp 2 thôi, lớp 8, lớp 9 thi đấu rất hay. Tại giải bóng chuyền học sinh cấp 2 tỉnh Thái Bình năm 2023. Rất máu lửa. Liệu đây có phải là pha phát bóng chốt ở trận đấu này của Diệp Anh hay không? Phát bóng ra ngoài. 15-24. Tấn công chưa qua lưới. 16-24. Xuân Quyền anh sang cấp 3 quay đi. Anh không quay cấp 3 em nhỉ. Cấp 3 thì ở đâu cũng có, nhưng mà cấp 2 chỉ có mỗi Thái Bình thôi. Đó mới là cái độc lạ, đặc sản của bóng chuyền Thái Bình. Cuối cùng thì Đông Hưng đã phát bóng ra ngoài. Họ cầm cự đến điểm số 16 là quá tuyệt vời rồi. Chung cuộc lại chua cái gì đó. Các cháu Quỳnh Phụ giành chiến thắng 2-0 trước Đông Hưng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trên kênh YouTube Bóng Chuyền HD, kênh YouTube VSD Capetto Volleyball và fanpage Bóng Chuyền HD Live. Đó là lý do vì sao mà thương hiệu bóng chuyền VSD đến để tác nghiệp các cháu học cấp 2, những mầm non tương lai của bóng chuyền Việt Nam. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người, rất nhiều các cháu sau này sẽ là vận động viên chuyên nghiệp. Và ở giải đấu này thì cũng có 4 bạn của năng khiếu thi đấu rồi, với thể hình cực kỳ cao lớn. Nga Ngố Diệp Anh là em Mị nên AD nhắc nhiều vào nhá. À ok Nga Ngố. Bạn nào cũng hay, bạn nào cũng tuyệt vời, mình sẽ nhắc tất cả các bạn. Phát bóng của Đông Hưng. Điểm số đầu tiên cho Đông Hưng. Giống như ở hiệp đấu đầu tiên, Đông Hưng có 3 điểm, đều đến từ 3 pha phát bóng rất khó. Rồi cho Đông Hưng phản công. Phòng thủ ra ngoài, điểm cho Đông Hưng 2-0. Huấn luyện viên của Đông Hưng vẫn đang động viên đánh thoải mái lên. Diệp Anh rồi. Vào đà rất gắt, cái tay khoắng. Đó là bây giờ áo đấu quay ngược lại, mình đã không đọc được tên rồi. Số 09 hình như là Diệp Anh hay là Kiều Anh nhỉ. Diệp Anh 05 rồi, 09 là Kiều Anh. Đúng rồi, Kiều Anh đã ghi điểm. Ghi điểm đầu tiên ở hiệp đấu thứ hai cho Quỳnh Phụ. Bây giờ chính cháu phát bóng. Bây giờ là Diệp Anh. Tấn công trên chắn. Tấn công trên chắn vào vị trí số 6 thì chịu. Ai mà đỡ được. 2 đều cho Quỳnh Phụ. Chắc các bạn lại sang bên Nam xem rồi hay sao mà lại tụt like rồi. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì lên đến 830 và vừa lúc là 300, 350. Chu Tuyết, Quỳnh Phụ chiến thắng. Rồi, Quỳnh Phụ mạnh hơn mọi người ạ. Nhưng chưa biết thế nào được trái bóng tròn. Hy vọng là Đông Hưng sẽ có một hiệp đấu thành công. Phát bóng ra ngoài, điểm cho Quỳnh Phụ, 3 đều. Quá khó. Số 10, một búa. Bật cao và bỏ nhỏ. Số 10 là cầu thủ cao nhất trong đội hình của bên phía Quỳnh Phụ. Mang về điểm số cho Quỳnh Phụ 4-3. Vâng, chị và cháu giơ tay thò cả lên lưới rồi. Quá cả lưới khoảng 3 đốt tay. Tiếp tục cho số 4 đi. Số 4 đang hay. Vụt mạnh vào cháu, vụt. Không được, pha bóng vừa rồi bóng xa lưới. Số 4, vụt đi. Đúng rồi, vụt mạnh vào. Phang chết. Điểm cho Đông Hưng 4-5. Cơ hội cho Đông Hưng, san hòa 5 đều. Cơ hội, wow, vào đà và chém bóng. Cháu số 4 vào đà, hai tay cháu vung là chắc đối thủ phải chạy hết rồi. Bây giờ là Diệp Anh không chắn. Đáng tiếc là pha tấn công của Diệp Anh không qua lưới. So với buổi sáng ngày hôm nay thì Diệp Anh vẫn chưa có một phong độ tốt. Sáng nay cháu vụt phát nào là ra phát đấy. Con cố lên. Không được, bóng chưa qua lưới. Thầy đang chỉ đạo là một là cày sang luôn, hai là chuyền đẹp lên. Diệp Anh xuống và Kiều Anh lên. Phát bóng chưa qua lưới và đá thẳng vào đầu của các đồng đội. Điểm cho Đông Hưng 6 đều. Đông Hưng cố lên. Số 4 xuống rồi thì ai là người lên nhỉ? Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Đôi khi mình đi tác nghiệp rất nhiều giải, các cầu thủ đánh hay thì mình nói là vui là cầu thủ ấy xứng đáng có 10 người yêu. Nhưng mà đây là giải học sinh, mình không dám dùng câu ấy mọi người ạ. 7-6 cho Đông Hưng. Đông Hưng cố lên. Đáng tiếc là pha phát bóng ra ngoài. Và cũng thiếu chút nữa đã chạm lá cây. Chạm lá cây là mất điểm. Các cháu cần phát thấp thôi. Lúc này thì hình ảnh trên sân hoàn toàn trái ngược. Bên phía Quỳnh Phụ thắng một hiệp và họ có lợi thế tâm lý. Các cháu vẫn tươi cười, còn bên Đông Hưng có vẻ nặng nề hơn. Tốt rồi. Vâng, số 5 đã lên tiếng. Điểm cho Đông Hưng 8-7, đúng rồi, phải cười lên. Đó, cười cái là phát khó ngay. Chắn vào. Hàng số 25. Trước khi đánh cháu đã giơ tay lên để lao vào rồi, như muốn là đập vỡ quả bóng ấy. Tám đều cho Quỳnh Phụ. Hiệp đấu này thì Đông Hưng đang thi đấu với thế trận ngang ngửa. Hy vọng thế trận này sẽ giữ cho đến suốt hiệp đấu. Thường thì những điểm 16, 17 bắt đầu từ 15 mới quan trọng mọi người ạ. Lúc đấy mới dấu hiệu hụt hơi và bộc lộ những điểm yếu của các đội. Và những điểm đầu thì vẫn chưa nói được điều gì. Điểm cho Quỳnh Phụ 9-8. Rồi, Hải Lam lại giơ tay lên đập rồi. Đúng rồi. Đó. Úi rồi. Vừa nhắc đến cháu thì cháu đã tấn công thẳng vào Đỗ Nguyên Hưng. Và tấn công vừa rồi ra ngoài. Lại cho cháu 25 rồi. Không phải. Kiều Anh chắn bóng tốt của số 1 bên Đông Hưng. Điểm cho Đông Hưng 9 đều. Cháu không phải sợ bóng đau đâu, cháu phát mạnh lên một chút nữa. Diệp Anh giơ tay cũng quá lưới rồi. Sải tay dài, cực kỳ có ích cho bóng chuyền, quá hợp lý cho bóng chuyền. Thôi. Đông Hưng xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Điểm số bây giờ đang là 11-10. Chú phỏng vấn hai thanh niên tí nhá. Đừng chạy đi. Tôi nổi tiếng quá ngại. Cháu là đội nào đây? Áo là đội nào đây? Quỳnh Phụ à? Chú thấy nữ Quỳnh Phụ đánh tốt thì các cháu nam có đánh tốt được như nữ không? Thắng tất được à? Thế là ngày hôm nay cháu, đội cháu có đánh được không? Không, tí nữa chiều ấy. Thế là vào rồi đúng không? Thế các cháu có đánh kèo hôm nào ra sân VSD đánh kèo? Ở đâu chơi luôn ạ? Sân VSD kèo hoặc là sân cái bê tông. Sân cái bê tông. Đúng rồi. Cái bê tông thương hiệu. Nỗ lực của các cháu bên Đông Hưng chưa thành công. 12-10 cho Quỳnh Phụ. Đông Hưng cố lên. 13-10. Và đứng tấn công của Diệp Anh, xin lỗi Kiều Anh. Đông Hưng tấn công ra ngoài. 14-10. Thanh niên này cao mét bao nhiêu? 76 à? Học lớp 7. Học lớp 7 cao mét 76. Học lớp 8. Cao nhờ. Cao như sao? Thế ở trường cháu ấy, lớp cháu có bạn nào 1m8 không? Không. Thế thì cháu gần như là cao nhất rồi nhỉ? Cao nhất trường. Cao nhất trường. Nhưng có đánh hay nhất rồi không? Nishida này. Nishida. À, Nishida nữa à? Đấy thì kinh khủng rồi. Học lớp 8 mà. Ôi, nguy hiểm quá. Các cháu đã lao vào nhau rồi. Các cháu đã lao vào nhau. Rất may là không có vấn đề gì. Vẻ như cầu thủ số 11 đã hơi bị đau chân một chút. Quá hay. Thành công rồi. Hai pha phòng thủ và ghi điểm của Đông Hưng. Mười 16-11. Xin lỗi 11-16. Phát bóng sẽ là Đông Hưng. Tấn công không qua lưới. Đường chuyền hơi cao. 12-16. Đông Hưng phát bóng trượt tay. Mỗi khi phát bóng hỏng là khuôn mặt của các thầy của Đông Hưng rất buồn. Điểm cho Quỳnh Phụ 18-12. Đây có người bình luận cổ vũ Quỳnh Phụ cho các cháu này. Chú Hà Nội Diệp Anh kia, bóng trong sân, hoan hô. Đó là chuyền hai của Đông Hưng, một pha xử lý trên lưới tốt. Các bạn số 1 cứ phải người nước ngoài không mà sao giống Tây đấy. Hả? Trắng. Số 1 Đông Hưng ấy. Ví dụ này này. Hiện giờ học cấp 2 mà đã yêu nhau thì không được. Điểm cho Đông Hưng 13-18. Cày sang ngay. Chuyển lên cho số 4 vút. Phòng thủ quá tốt của libero Quỳnh Phụ. Kìa, lại là libero Quỳnh Phụ. Vút đi, vút. Trên chắn. Số 4 sợ hơi mệt rồi, bỏ nhỏ đi cháu. Bị mệt rồi, tấn công trượt tay. Cháu phải dồn bóng nhiều quá nên cháu bị mệt. Sang ngay, đúng rồi. Chuyền hai của Đông Hưng có lợi thế chiều cao, bởi vậy cần phải phát huy nhiều để bớt gánh nặng dành cho các chủ công, khi một mình phải kéo là rất mệt. Phát cái chạy lên luôn để chắn bóng à? Sang được rồi, còn phí quá. Không sao, các cháu thi đấu thế là quá hay rồi. Điểm cho Quỳnh Phụ 20-14. Số 10 thò gần nửa bàn tay lên lưới rồi. Và cháu đã có pha chắn bóng thành công. 21-14. Đông Hưng xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Điểm số bây giờ đang là 22-14. Gần như phần thắng sẽ dành cho Quỳnh Phụ ở trận đấu này rồi. Mong là Đông Hưng sẽ lên được con số 18 là đẹp. 18-25 hoặc 20-25 nữa thì còn đẹp nữa. Chu Tuyết, Quỳnh Phụ cố gắng giành chiến thắng mang cúp về nhà. Vâng, có bạn Chu Tuyết đã bình luận để cổ vũ cho Quỳnh Phụ. Quỳnh Phụ thi đấu như vậy thì chắc chắn sẽ là một trong những ứng cử viên cho giải nhất năm nay rồi. Quỳnh Phụ, Tiền Hải và Kiến Sương là ba đội bóng theo như cá nhân của Đỗ Nguyên Thanh đánh giá là mạnh nhất giải đấu này ở nội dung của nữ. Ở nội dung của nam thì mình chưa tác nghiệp, anh Đỗ Nguyên Thanh tác nghiệp, nhưng mình có vừa hỏi ba bốn cháu trong đội hình của Quỳnh Phụ nam thì các cháu nói là đánh 3 trận thắng cả 3 rồi. Như vậy là cũng quá mạnh ở bên nam. Rồi số 25 ghi điểm số 23-14 cho Quỳnh Phụ. Xin lỗi, 23-15 rồi. Và đỡ bóng không hiểu ý nhau. 24-15. Phát bóng ra ngoài. 16-24. Lên đến 18 là đẹp. Và đó là kết thúc 25-16. Chung cuộc, Quỳnh Phụ giành chiến thắng 2-0 trước Đông Hưng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trên kênh YouTube Bóng Chuyền HD, kênh YouTube VSD Capetto Volleyball, fanpage Bóng Chuyền HD Live và thương hiệu Bóng Chuyền VSD. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những trận đấu tiếp theo.